Nếu như bạn là một fan của điện ảnh, hẳn bạn đã từng nghe qua cái tên Catch Me If You Can, kể về hành trình lừa đảo trên nhiều danh tính đầy kỳ tài của chàng trai 16 tuổi Frank Abagnale do nam tài tử Leonardo DiCaprio thủ vai. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện đời thực này đã cho thấy tài nghệ ăn nói có thể giúp một con người hóa trang và thành công làm nên những phi vụ lừa đảo độc đắc đến nhường nào. Đặc biệt, việc chàng trai 16 tuổi Frank có thể dễ dàng đóng vai, hoạt động các ngành nghề như bác sĩ, luật sư, sử dụng mồm mép để đi lừa đảo, hoàn toàn dựa vào những gì hắn học lỏm qua TV, càng cho thấy biết ăn nói, biết sử dụng từ ngữ, hợp tình hợp lý, bạn có thể tiến rất xa trên chặng đường của mình. Ví dụ trên là một ví dụ vui, nhưng lợi ích của việc biết sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, tinh tế có thể mang lại lợi thế thì là sự thật. Ngôn ngữ là nền tảng giao tiếp của con người, một công cụ mà chúng ta sử dụng để thể hiện suy nghĩ, truyền đạt thông tin và xây dựng mối quan hệ. Tuy nhiên, sức mạnh của ngôn ngữ vượt ra ngoài chức năng đơn thuần. Khi được sử dụng một cách tinh tế, ngôn ngữ có thể truyền cảm hứng, thuyết phục và tạo ra tác động lâu dài. Trong video này, hãy cùng chúng mình làm sáng tỏ về sự thanh lịch của ngôn ngữ, tầm quan trọng của nó và lý do tại sao người học ngôn ngữ nên chuyển trọng tâm sang việc làm chủ nghệ thuật này qua bài viết Sự thanh lịch của ngôn ngữ, xu hướng mới trong việc học ngôn ngữ của tác giả Nam Trung nhé. Bây giờ, mời bạn cùng lắng nghe bài viết. Hiểu sự thanh lịch trong ngôn ngữ. Thanh lịch trong ngôn ngữ không phải là sử dụng từ vựng phức tạp hoặc tạo ra các câu phức tạp. Đó là về sự rõ ràng, chính xác và khả năng truyền đạt suy nghĩ theo cách vừa hiệu quả vừa thẩm mỹ. Đó là về việc chọn đúng từ, cấu trúc câu một cách hợp lý và sử dụng ngôn ngữ theo cách cộng hưởng với người nghe hoặc người đọc. Tuy nhiên, có một ranh giới mong manh giữa sự thanh lịch thực sự và những gì có thể được gọi là thanh lịch giả tạo. Thanh lịch giả tạo là việc sử dụng ngôn ngữ ưa thích hoặc cao cấp không cần thiết, thường dẫn đến sự nhầm lẫn hơn là rõ ràng. Ví dụ, sử dụng một từ 6 âm tiết khi một từ 2 âm tiết là đủ, hoặc sử dụng một cụm từ phức tạp khi một từ đơn giản có thể truyền đạt cùng một ý nghĩa. Sự thanh lịch giả tạo có thể được coi là một nỗ lực để gây ấn tượng hơn là thể hiện, và nó thường cản trở giao tiếp hiệu quả. Tầm quan trọng của sự thanh lịch trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ thanh lịch đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp hiệu quả. Nó làm cho thông điệp rõ ràng và dễ hiểu, giảm cơ hội giải thích sai. Hơn nữa, nó có thể làm cho giao tiếp hấp dẫn và đáng nhớ hơn. Cho dù đó là một bài thuyết trình kinh doanh, một cuốn tiểu thuyết hay một cuộc trò chuyện bình thường, ngôn ngữ thanh lịch có thể tăng cường tác động của giao tiếp và để lại ấn tượng lâu dài. Ngôn ngữ thanh lịch không chỉ là về các từ và các câu riêng lẻ, đó cũng là về cấu trúc tổng thể và dòng chảy của giao tiếp. Một lập luận hoặc tường thuật có cấu trúc thanh lịch có thể dẫn người nghe hoặc người đọc thông qua các điểm được đưa ra, làm cho giao tiếp trở nên thuyết phục và hấp dẫn hơn. Ảnh hưởng của ngôn ngữ thanh lịch mở rộng sang các lĩnh vực khác nhau. Trong kinh doanh, giao tiếp thanh lịch có thể giúp xây dựng mối quan hệ, thuyết phục khách hàng và các nhóm lãnh đạo. Trong nghệ thuật và văn học, đó là chìa khóa để tạo ra các tác phẩm chạm đến trái tim và tâm trí của mọi người. Trong giáo dục, nó có thể làm cho việc học hấp dẫn và hiệu quả hơn. Hơn nữa, quá trình học cách sử dụng ngôn ngữ một cách thanh lịch cũng có thể góp phần vào sự phát triển cá nhân. Nó có thể nâng cao sự hiểu biết văn hóa của bạn, cải thiện kỹ năng tư duy phê phán và tăng cường sự tự tin của bạn. Vấn đề với các phương pháp học ngôn ngữ hiện tại. Phương pháp học ngôn ngữ truyền thống từ lâu đã tập trung vào việc tiếp thu các quy tắc ngữ pháp và từ vựng. Học sinh dành hàng giờ để ghi nhớ cách chia động từ, cấu trúc và danh sách các từ, với mục tiêu đạt được sự lưu loát trong ngôn ngữ đích. Mặc dù những yếu tố này chắc chắn rất quan trọng, nhưng cách tiếp cận này thường bỏ qua một khía cạnh quan trọng không kém của việc học ngôn ngữ, đó là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ một cách thanh lịch. Các phương pháp hiện tại có xu hướng nhấn mạnh tính đúng đắn hơn phong cách. Học sinh được dạy để xây dựng các câu đúng ngữ pháp, nhưng không nhất thiết phải là những câu thanh lịch. Họ học cách tránh những sai lầm, nhưng không tạo ra vẻ đẹp. Việc tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của ngôn ngữ thường dẫn đến giao tiếp chính xác, nhưng thiếu sự thanh lịch và phong cách. Kết quả của việc sử dụng ngôn ngữ có chức năng, nhưng không nhất thiết phải hiệu quả hoặc hấp dẫn. Hơn nữa, các phương pháp học ngôn ngữ truyền thống thường không tính đến các sắc thái văn hóa và sự tinh tế vốn có trong việc sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ không chỉ là một tập hợp các quy tắc và từ ngữ, nó phản ánh văn hóa và giá trị của những người nói nó. Hiểu các khía cạnh văn hóa này là chìa khóa để sử dụng ngôn ngữ theo cách không chỉ đúng mà còn phù hợp và hiệu quả trong các bối cảnh khác nhau. Hậu quả của việc bỏ bê sự thanh lịch ngôn ngữ này rất đa dạng. Nó có thể dẫn đến giao tiếp đúng về mặt kỹ thuật nhưng thiếu tác động. Nó có thể dẫn đến việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong môi trường lớp học nhưng cảm thấy không tự nhiên hoặc lúng túng trong các tình huống thực tế.
và nó có thể cản trở khả năng thể hiện đầy đủ suy nghĩ và cảm xúc, hạn chế tiềm năng của ngôn ngữ như một công cụ đơn thuần là chỉ để giao tiếp. Sự cần thiết phải thay đổi trong việc học ngôn ngữ. Với những hạn chế của phương pháp học ngôn ngữ truyền thống, rõ ràng cần phải thay đổi trọng tâm. Người học ngôn ngữ không chỉ nhằm mục đích học các quy tắc của một ngôn ngữ, mà còn để làm chủ nghệ thuật sử dụng nó một cách thanh lịch. Điều này có nghĩa là học cách chọn từ phù hợp, cấu trúc câu hiệu quả và sử dụng ngôn ngữ theo cách phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng. Học cách sử dụng ngôn ngữ thanh lịch có một số lợi ích. Đầu tiên, nó có thể nâng cao hiệu quả của giao tiếp. Ngôn ngữ thanh lịch rõ ràng, chính xác và hấp dẫn, làm cho nó có nhiều khả năng được hiểu và ghi nhớ hơn. Thứ hai, nó có thể làm tăng tính thuyết phục của giao tiếp. Một lập luận hoặc tường thuật có cấu trúc thanh lịch có thể hướng dẫn người nghe hoặc người đọc thông qua các điểm được đưa ra, làm cho giao tiếp hấp dẫn hơn. Cuối cùng, nó có thể làm phong phú thêm trải nghiệm học ngôn ngữ. Học cách tạo ra vẻ đẹp với ngôn ngữ có thể làm cho quá trình học ngôn ngữ trở nên thú vị và bổ ích hơn. Tuy nhiên, đạt được sự thanh lịch trong sử dụng ngôn ngữ không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Nó đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ, một sự nhạy cảm với các sắc thái văn hóa và một cảm giác nhạy bén về phong cách. Nó cũng đòi hỏi thực hành và phản hồi. Người học ngôn ngữ cần cơ hội sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế, thử nghiệm các cách thể hiện suy nghĩ khác nhau và nhận phản hồi về việc sử dụng ngôn ngữ của họ. Cách học và sử dụng ngôn ngữ một cách thanh lịch. Học cách sử dụng ngôn ngữ một cách thanh lịch là một hành trình đòi hỏi thời gian, thực hành và hiểu biết sâu sắc về các sắc thái của ngôn ngữ. Dưới đây là một số chiến lược có thể hướng dẫn người học ngôn ngữ trên hành trình này. Mở rộng vốn từ vựng. Mặc dù thanh lịch không phải là sử dụng các từ phức tạp, nhưng có vốn từ vựng phong phú cho phép bạn chọn những từ chính xác và hiệu quả nhất để bày tỏ suy nghĩ của mình. Đọc rộng rãi và lưu ý các từ và cụm từ mới. Sử dụng chúng trong bài phát biểu và viết của riêng bạn để củng cố việc học của bạn. Hiểu bối cảnh văn hóa. Ngôn ngữ gắn bó sâu sắc với văn hóa. Hiểu bối cảnh văn hóa của một ngôn ngữ có thể giúp bạn sử dụng nó một cách thích hợp và hiệu quả hơn. Điều này bao gồm hiểu các thành ngữ, tiếng lóng và các cách diễn đạt thông tục khác, cũng như các chuẩn mực và giá trị văn hóa ảnh hưởng đến việc sử dụng ngôn ngữ. Thực hành nghe và đọc tích cực, active listening, reading. Chú ý đến cách người bản ngữ sử dụng ngôn ngữ. Chú ý những từ họ chọn, học cách dùng cấu trúc câu của họ, nhịp điệu và dòng chảy của bài phát biểu của họ. Tương tự, khi đọc, hãy chú ý cách các tác giả sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt suy nghĩ của họ và gợi lên cảm xúc. Nắm lấy sự ngắn gọn. Sự thanh lịch thường nằm ở sự đơn giản. Tránh những từ không cần thiết và giữ cho câu của bạn ngắn gọn. Hãy nhớ rằng, mục tiêu là truyền đạt suy nghĩ của bạn một cách rõ ràng và hiệu quả nhất có thể, không phải là gây ấn tượng bằng ngôn ngữ phức tạp. Tìm kiếm phản hồi. Phản hồi thường xuyên là rất quan trọng để cải thiện việc sử dụng ngôn ngữ của bạn. Tìm kiếm cơ hội để sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế và yêu cầu phản hồi. Điều này có thể thông qua các nhóm trao đổi ngôn ngữ, diễn đàn trực tuyến hoặc ứng dụng học ngôn ngữ. Làm cho sự thanh lịch trong ngôn ngữ trở thành xu hướng. Trong một thế giới mà giao tiếp ngày càng được số hóa và viết tắt, sự thanh lịch của ngôn ngữ có vẻ như là một di tích của quá khứ. Tuy nhiên, như chúng ta đã thảo luận, lợi ích của ngôn ngữ thanh lịch là vượt thời gian và phổ quát. Đã đến lúc đưa sự thanh lịch trở lại ánh đèn sân khấu và biến nó thành một xu hướng trong việc học và sử dụng ngôn ngữ. Ta có thể làm điều ấy qua các phương án sau. Thúc đẩy tầm quan trọng của ngôn ngữ thanh lịch. Kết hợp sự thanh lịch vào việc học ngôn ngữ. Tạo một cộng đồng người dùng ngôn ngữ thanh lịch. Ứng dụng đòn bẩy công nghệ như các ứng dụng học ngôn ngữ hay trí thông minh nhân tạo AI. Sức mạnh khi kết hợp ngôn ngữ thanh lịch và cách ứng xử thanh lịch. Ngôn ngữ thanh lịch, mặc dù mạnh mẽ, thậm chí còn trở nên có tác động hơn khi kết hợp với cách ứng xử thanh lịch. Sự kết hợp này tạo ra một tính cách toát lên sự chuyên nghiệp, tôn trọng và tinh tế, khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn trong cả môi trường cá nhân và chuyên nghiệp. Hiểu về cách ứng xử thanh lịch. Cách cư xử thanh lịch vượt xa phép lịch sự cơ bản. Chúng liên quan đến sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng người khác, cân nhắc cảm xúc của họ và khả năng khiến họ cảm thấy có giá trị và thoải mái. Điều này bao gồm lắng nghe chăm chú khi người khác nói, thể hiện sự đồng cảm và hiểu biết, tôn trọng ranh giới cá nhân, nhận thức và đáp ứng nhu cầu của người khác. Cách ứng xử thanh lịch cũng liên quan đến việc cư xử phù hợp trong các bối cảnh xã hội và văn hóa khác nhau. Điều này bao gồm sự hiểu biết và tuân thủ các chuẩn mực và phong tục xã hội, tôn trọng sự khác biệt văn hóa và điều chỉnh hành vi của bạn cho phù hợp với các tình huống và môi trường khác nhau. Sức mạnh tạo ra khi kết hợp ngôn ngữ thanh lịch với ứng xử thanh lịch. Khi ngôn ngữ thanh lịch được kết hợp với ứng xử thanh lịch,
Kết quả là một sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ có thể nâng cao đáng kể tiềm năng cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Tăng cường giao tiếp, ngôn ngữ và cách cư xử thanh lịch cùng nhau tạo điều kiện giao tiếp rõ ràng, hiệu quả và tôn trọng. Chúng giúp bạn bày tỏ suy nghĩ và ý tưởng của mình theo cách không chỉ dễ hiểu mà còn tôn trọng và quan tâm đến người khác. Cải thiện mối quan hệ. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ và cách cư xử tao nhã giúp xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ và tích cực. Nó cho thấy rằng bạn coi trọng và tôn trọng người khác. Điều này có thể thúc đẩy sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và tương tác tích cực. Thành công nghề nghiệp. Trong thế giới chuyên nghiệp, sự kết hợp giữa ngôn ngữ thanh lịch và cách cư xử có thể khiến bạn khác biệt. Nó có thể nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của bạn, giúp bạn xây dựng mối quan hệ bền chặt với đồng nghiệp và khách hàng và tăng cơ hội thành công trong sự nghiệp của bạn. Phát triển cá nhân. Quá trình học và thực hành ngôn ngữ và cách cư xử thanh lịch có thể góp phần vào sự phát triển cá nhân. Nó có thể nâng cao sự hiểu biết xã hội và văn hóa của bạn, cải thiện kỹ năng giao tiếp và tăng cường sự tự tin của bạn. Tóm lại, sự kết hợp giữa ngôn ngữ thanh lịch và cách cư xử thanh lịch là một công cụ mạnh mẽ cho sự thành công cá nhân và nghề nghiệp. Bằng cách hiểu và thực hành cả hai, bạn có thể tăng cường khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn và tăng tiềm năng trong sự nghiệp. Hãy biến sức mạnh tổng hợp của ngôn ngữ thanh lịch và cách cư xử thanh lịch trở thành xu hướng mới trong phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Ngôn ngữ không chỉ là một công cụ để giao tiếp, đó là một biểu hiện của suy nghĩ, văn hóa và bản sắc. Học cách sử dụng ngôn ngữ một cách thanh lịch có thể tăng cường giao tiếp của chúng ta, làm phong phú thêm các mối quan hệ của chúng ta và mở ra những cơ hội mới. Và đó là toàn bộ quan điểm của tác giả Trung Nam về việc sử dụng ngôn ngữ một cách thanh lịch và tinh tế. Còn bạn, bạn nghĩ sao về quan điểm trên? Hãy comment ở phía bên dưới để chia sẻ cùng với chúng mình nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. See ya!